chào mừng các bạn đã đến với kênh thanhdeeria thưa các bạn có những thông tin có những thông tin rất đáng để anh em chúng ta uh, mong chờ và hôm nay thì có một cái dự án rejoinic sẽ cực lớn và cực kỳ nhiều anh em mong muốn sẽ được sở hữu nft hay là token này luôn Tại sao mình lại nói là NFT? Tại sao mình lại nói là token? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Jupiter. Như em đã biết thì rất nhiều anh em chúng ta không chỉ đón chào một đợt tích với giúp mà gần đây thì Jupiter có chia sẻ với chúng ta là sẽ có một đợt tích với một con Mimi. Và phải trang con Mimi đó chính là cái dự án ngày hôm nay mình chia sẻ đến anh em hôm nay. Ờ, giới thiệu với anh em thông tin về dự án rất là cụ thể luôn. Trước tiên mình phải nói với anh em là dự án này được phát triển bởi những con mèo. Con mèo bởi vì là đứng sau đứng đứng sau Jupiter đó là một uh, một, một CEO hay là founder ẩn danh uh, anh ý có hay là chị ý mình không biết là chị hay anh lấy biệt hiệu là mèo đúng không ạ mèo là con mèo gì nữa đúng không ạ và uh, dự án hôm nay chúng ta sẽ là dự án quen dự án quen là một dự án được phát triển bởi một cái NFT và đây thì có thông tin rất cụ thể chúng ta có thể dùng bản tiếng Việt đấy bản dịch từ Google ra. Chúng à, tôi rất vui mừng giới thiệu quen thế độ năm phần là bà, là là power 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 NFT tiêu chuẩn NFT vân vân cái đấy thì không quan tâm nhiều. Nhưng mà đây là đây là gì? Cụ thể nó cái cái con quen này nó là một cái con NFT đúng nghĩa luôn. À, anh em nhìn nó ạ, đây chính là một cái con NFT luôn. Đó, nó có cả cái con chắc luôn NFT right. Và con NFT này nó được chia nhỏ ra Nó chia nhỏ ra và mình đã cầm cầm đèn chạy chiếc ô tô Cầm đèn chạy chiếc ô tô là gì? Mình đã chay Mình đã chay nhưng mà không phải chay là con, không phải chay con quen Mà là mua một cái con đó là con O Đấy và cứ nghĩ là con đấy nó sẽ nó 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 sẽ được tích nhưng mà không phải đó, không phải là OV over L mà chính là cái con quen này, con quen này sẽ được cái nền tảng ờ uh, này chia nhỏ ra, nền tảng Ovon này sẽ chia nhỏ con quen này ra và sẽ bán nó gần chúng ta và chúng ta thấy ở đây có cái NFT và uh, đó. nó chính là cái con chắc của cái cái, cái 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 con token mà được chia nhỏ này. Thú vị không anh em? Đó, nó chia nhỏ một cái bài thơ cái tóc cần mà có thể trị giá hàng triệu đô này nó được chia nhỏ từ những bài thơ và thậm chí nó có thể lên giá hàng tỷ đô đó đúng không ạ đấy kinh không đấy. đấy nó được chia nhỏ từ những bài thơ rất là thú vị luôn rồi ở đây thì anh em sẽ thấy này hiện tại nó là một bộ sưu tập một một tuy nhiên còn tùy thuộc vào diễn biến của nó chúng tôi sẽ cố gắng đưa thêm tác phẩm nghệ thuật nếu việc này xuân sẻ tôi cần được động viên nhiều hơn ừ. vì tôi là con mèo nhút nhát đúng không ạ nãy nãy mình có nói rồi À uh, của uh, của uh, Jupiter chính là một con mèo đúng không ạ? Chúng ta đang làm việc với một con mèo chứ không phải là làm việc với một con người. Uh, đùa thôi anh em nhé. Vậy, Ok, chúng ta tiếp tục này. Gwen tiêu chuẩn NFT và tất nhiên, nếu bạn gặp khó khăn khi tạo một NFT mới, mọi người vẫn có thể hỏi tôi chuyện mới có thể tạo được chuẩn mới. Hôm nay chúng tôi rất vui mình chia sẻ phiên bản 0.0 của tiêu chuẩn mới Gwen. Một tiêu chuẩn NFT cực nhẹ được xây dựng dựa trên token 2.0 22 để khả năng kết hợp hệ sinh thái tối đa tính linh hoạt và khả năng tương thích ngược. WNS không 0 không khởi đầu cực kỳ đơn giản nó có ba trường tên ký hiệu URI, Web NFT trong exploit nhờ sự đơn giản kết hợp báo thông báo Solar dưới dạng bài thơ ở đây. Để mình mở cho anh em thông tin check NFT luôn. Đây. Rồi, cái này thì thực ra nó không quan trọng, đúng không ạ? Đây, nó không quan trọng. Rồi, cái này nó giống như kiểu là, là uh, NFT hóa một cái bài thơ ấy. Bây giờ người ta đang chia nhỏ bài thơ ra thôi. Đúng không ạ? Cắt ra mỗi thằng một ít, đúng không ạ? Nhưng mà nó cực nhỏ. Nếu mà dạng tôi cần chia ra cực nhỏ và không thể nào ghép lại thành một bài thơ nguyên chỉnh, hoàn chỉnh như ngày xưa đâu. Đấy, nhưng mà... Uh, có cái hay nó, nó tạo ra một cái thử, thú vị, một sự tò mò cho anh em Chứ còn thực ra thì kể cả có bài thơ hay gì, gì chăng nữa, công nghệ gì chăng nữa Vấn đề ở đây vẫn là các anh đang in token đúng không ạ Bản chất nó là in token Nhưng mà tạo ra một cái sự thú vị, một cái sự tò mò cho những người, uh, cho những anh em trader Đấy, còn những cái câu chuyện phía sau như thế nào như thế nào chúng ta uh, từ từ chúng ta tìm hiểu thôi Lời tiếp theo Đây thám thám hiểm P, uh, P, uh, PR đấy. token 202 thì cái này mình không quan tâm nhiều. Đề xuất ban đầu cho mạng tiêu chuẩn được đề xuất với uh, cái cái nền tảng Obon này, Obon NFT đúng không ạ? các bước tiếp theo này Ok. Đồng tiền văn hóa cái này thì thôi, cái này thì không quan trọng đấy Đây ở đây nó rất đơn giản, mình cũng đã nói rồi, nhân tiện đây là sự phân chia của một NFT đơn lẻ, không phải là một bộ sưu tập, đúng không ạ? Không phải là một bộ sưu tập nha, nó là một NFT thôi. Đấy. Để xem cái bài thơ này nó như thế nào nhỉ Anh em có cần dịch bài thơ đâu Để mình đọc bài thơ cho anh em nghe nhé Nó rất là thú vị đấy Để mình 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 thử dịch sẽ nào dịch bài thơ ra như thế nào nhé Vậy thật Bạn chờ một chút mình đang bật mẹ uhm, dịch bài thơ ra cho anh em mình chúng ta đi 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 review thì cũng lên tìm hiểu một chút xem nào cái nội dung mà chúng ta đang review thì nó đang nói về cái gì đúng không ạ để dịch bài thơ ra cho anh em đây có thể là một bài một cái phần một cái dịch dịch rất là 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 ok 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 rồi, rồi đây mình đọc cho anh em nhé thư tình quen bro tôi yêu quen xa chết tiệt em có nghĩa là bạn đang bị truy nã ngay cả khi nó là alon internet bro Quen có nghĩa là họ mong chờ từ chiếc tiệt tuổi tôi ngay cả khi một người chỉ muốn vứt bỏ cái mông của tôi. Quen có nghĩa là tôi đủ may mắn để cho đi ngay cả khi họ không quan tâm. Vậy gửi tới tất cả các bạn Quen Bro uh, tôi xin lỗi nếu tôi bị gì gì đó. Uh, giống như bạn với tôi khó chịu để sinh tình yêu. Bây giờ tôi biết bạn yêu tôi ngay cả khi bạn không nói điều gì. Cứ thế tiếp tục đi, tôi sẽ nhảy theo và bạn dễ chơi với tôi. Hy vọng chúng ta sẽ tan rau Quen mãi mãi. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau nhảy quen mãi mãi nhiều hơn nữa rất là hay mèo bài thơ này anh em anh em có biết là người viết bài thơ này là thằng nào không <laughs> chính là ông mèo mèo chính là ai mèo chính là CEO của dự án luôn anh em nhìn thấy cái việc con mèo chưa nhìn thấy mèo chưa vãi chưa thật <laughs> à, thú vị luôn như vậy là dự án này được bảo kê thì đúng hơn dự án này được phát triển thì đúng hơn bởi Jupiter chính Jupiter là người phát triển dự án này chứ không ai khác đây là một điều rất là thú vị để đảm bảo cho một cái dự án Mimi à, mình cũng đã tìm ở trên chợ Eden thì NFT này hoàn toàn không được bán bởi vì nó cũng chỉ có một cái duy nhất nó chia ra thôi À, đây là một điều rất là thú vị của dự án này và đây cũng đảm bảo sự an tâm cho anh em chứ nếu mà dự án này là NFT được bán ở trên các sàn như sàn đấy đấy hay là bán ở trên nền tảng OpenSea thì chúng ta cực kỳ lo ngại luôn bởi vì là nó đã định hình giá rồi mà chúng ta mua cao hơn cái giá NFT thì sẽ không ổn một tí nào luôn nhưng cái dự án này thì không được bán và chỉ là một cái NFT được chia nhỏ thôi rồi ở đây thì chúng ta tiếp tục nhé rồi ok và ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần thông tin Chắc là quan tâm đến phía dưới biết là NFT rồi Bây giờ chỉ quan tâm đến tổng cung và ngày bán thôi Đâu rồi nhỉ Hôm nay có mở ra nhé Đây Tất cả chi tiết dự án này trả lời trong khi tất cả ở đây thì hình như là có 70% quen cung cấp cho hơn 1 triệu ví bao gồm cả các chủ dùng dùng, dùng Subiter trong 6 tháng qua và một số chủ yếu bộ sưu tập NFT hàng đầu chủ dữ vôon và chữ vĩ, esin gaza thật tuyệt vời như vậy là các cái tiêu chuẩn của cái lần này thì ở đây mình cũng đã tóm tắt lại cho anh em một đôi nhỉ sau đây anh em đây là những cái người dùng đủ điều kiện nhé tức là uh, người, dùng, người dùng điều kiện là thứ nhất là các bạn đã chơi ở trên jupiter trong 6 tháng qua này và tham gia vào mốc giúp test test tester tét, tét, ở đây mình hình như không có tham gia vào tester nhưng mà mình có chơi trên jupiter đây 10% kho bạc sử dụng phù hợp đối với 1% kho bạc nên được cung cấp cho LG uh, LFG Enontaat và không phải bảy dành cho down tương lai kiểm tra căng thẳng bán và vân vân. Đấy thì nó cũng dễ thôi. Thực ra thì cái tiêu chí ở đây mình chắc mình phải ghi lại cho anh em một tí rồi. Có cái thời gian nữa không thời gian phân chia cái 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 con chắc hôm qua mình cung cấp cho anh em rồi. có cả thời gian cơ đây 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 thời gian này năm quen để mình xem lại xem nào cái năm quen ở đâu sợ cái bản dịch này nó không đủ đây 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 dự án non pass đầu tiên cuối cùng không kém quan trọng dự án non pass phóng sẽ diễn ra trong 24 giờ nữa 10 giờ sáng ngày 26 tháng 10, 1, năm ST cái kia thì mình cũng đã thông tin cho anh em rồi đây là twitter của dự án này rồi đây là cái trang chủ của dự án luôn. Đấy. Twitter của dự án đây chắc để theo dõi tí nha. Twitter cũng chưa có cái cập nhật gì cả anh em ạ, chưa có hay chưa hề có một cái cập nhật gì hết luôn. Đấy, nhưng mà, ok. Đấy. Thì đó và cái link hôm qua thì hơi bị sai xa, thì hôm nay có link mới rồi, nhá chính xác là dự án non pass luôn không thể nhầm vào đâu không thể lạc vào đâu được không qua các bạn còn nghi ngờ sợ là bị hack phí các thứ nhưng không không thể nào được đúng không ạ rồi đấy thì ở đây mình sẽ thông tin anh em thêm năm nào mình cần phải bổ sung thêm thông tin để cung cấp đến anh em về các cái tiêu chí của airdrop Holder một số giờ. đó ok đấy ở đây thì uh, mình ghi thêm cái tiêu chí để cho anh em một lát nữa mình sẽ thông tin anh em và bây giờ cái điều quan trọng nhất là bây giờ chúng ta sẽ kết nối nhá bây giờ các bạn sẽ cùng với mình check thì cái check thì chắc là cái anh em quan tâm nhất rồi đúng không ạ thế đây các bạn sẽ sử dụng cho mình ví dĩ nhiên là ví phản tẩm À, nếu như anh em dùng MetaMask đã từng giao dịch ở trên với thông qua cái nền tảng Slap thì vẫn được tính đấy nhưng mà nói chung là mình nghĩ là trả mấy anh em sử dụng cái nền tảng Slab đâu à, cũng có một số cái token mới trả này sau là mới trả này được một đô cũng được gì nhỉ mình thì vẫn hâu ở đây con Novo hôm qua <laughs> hôm qua chay rồi đó bây giờ sự kết nối ví phantom tầm của mình xem mình được bao nhiêu mình thì có hai ví có cả một cái ví chơi nữa Rồi đây anh em thấy mình là được 643 nhé Để xem còn ví nữa NB thì không A thì B vẫn còn một ví nữa nhé Để kết nối nào Chơi đây Các cứ chờ em Phan tường Kết nối nào Đây là một ví khác cũng được 643 Ồ ờ, có một cái điều nữa mà admin chưa cung cấp anh em nhỉ để mình chia sẻ quên quên chưa có nói với anh em về cái con chắc của token ở đây thì token nó sẽ có là 1 tỷ mười uh, một nghìn tỷ token nhá rõ ràng đây là một con mimi mi rồi vì vậy nên cái chuyện là có một nghìn tỷ token nó là không lạ thường thế thì cái con số của mình nhé con số của mình đây con số của mình thì nó mới tới đây thôi tức là nó chiếm rất là nhỏ rất là nhỏ luôn nếu mà dự án có 1 triệu coi thì mình chưa được Chưa được một coi Con số nó cực nhỏ luôn anh em ạ Cực kỳ nhỏ luôn, chưa được phần trăm nào Nhưng mà à, Mình sẽ định hình dự án này ở cái mức giá này khoảng 100 triệu Có thể cáp lên 100 triệu trong, 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 cái giai đoạn đầu trong giai đoạn đầu thì mình định hình cái mức giá là 100 triệu nhưng 100 triệu thì cái giá của nó mình sẽ nhân cho anh em. Cáp 100 triệu 07001 Rồi, cứ gọi là 0, 0,001 đi. Mà nhân với lại 643. Như vậy trên chỗ của mình nó khoảng 64 đô. À, cái số mà anh em claim được khoảng 64 đô, điều anh em chắc cũng sẽ claim được cái mức độ này. Đấy. Thời điểm này thì uh, rất nhiều anh em đang thử cờ lên nhưng mà hình lưu ý là hiện tại anh em đừng cố thử Bởi mình vì là mình, chúng ta có thử thì chắc là cũng không cờ lên được trong thời điểm này đâu Đấy Ok đấy là tất cả những cái thông tin mà mình muốn cung cấp đến anh em nhé Đấy thì anh em chúng ta tiếp tục chúng ta tìm hiểu bởi vì là bây giờ thì thời gian mình cũng có hạn Mình chắc là mình cũng chia sẻ đến anh em cái thông tin này luôn uh, rồi sau đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục trong những cái dạng tiếp tục ở trên kênh anh em nhé cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn đến tiếp theo